bồi bổ sức khỏe khi quý ông ăn mỗi ngày một quả chuối. Các chuyên gia dinh dưỡng tư vấn để quý ông khỏe như lực sĩ trong chuyện chăn gối, hãy thêm chuối vào khẩu phần ăn hàng ngày. Chuối giúp hưng phấn chuyện chăn gối. Gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin chuối thần dược chăn gối của quý ông. Để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, mỗi ngày nam giới cần ăn khoảng 450 gram trái cây, trong đó có chuối. Ngoài việc ít năng lượng, chuối còn tốt cho đời sống tình dục và tăng cường sức khỏe tổng quát, trong đó có sức khỏe tim mạch. Trên các diễn đàn sức khỏe, nhiều bà nội trợ cho biết lý do chọn chuối để tầm bổ cho quý ông bởi loại quả này cung cấp vitamin B tuyệt vời. Đặc biệt, mỗi ngày uống một cốc sinh tố chuối sẽ tăng năng lượng cho cơ thể, giảm căng thẳng, giải tỏa stress rất tốt. Trong quả chuối có chứa tripopan, một loại axit amin cần thiết cho sản xuất serotonin, một loại hormone rất cần thiết cho nam giới tăng lửa cho cảm hứng yêu đương. Chị Thu Hương, Khâm Thiên, Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm vừa sưu tầm được. Theo bí mật của chị Hương, chuối cũng là loại thực phẩm có nhiều kali nhất, được dùng để sản sinh ra testosterone, kích thích tố nam để duy trì bản lĩnh phái mạnh. Không những thế, chuối có một loại enzyme gọi là bromelain, giúp cải thiện lưu thông máu và làm tăng ham muốn tình dục. Theo công trình nghiên cứu của giáo sư Kurizama ở Học viện Thực phẩm Tokyo, Nhật, chuối có tác dụng kép trên hệ thần kinh. Chuối vừa gây hiệu quả an thần nhẹ nhàng dựa trên cơ chế thư giãn, vừa thúc đẩy chức năng tư duy theo chiều hướng lạc quan yêu đời. Chuối chứa bromelain, một loại enzyme điều khiển hóc môn giới tính. Chuối cũng chứa vitamin A, B1 và C. Các vitamin này thúc đẩy sản xuất tinh trùng và giúp cơ thể trong việc cải thiện sức chịu đựng của tinh trùng. Một tin mừng cho các quý ông, chuối có khả năng hưng phấn chức năng sinh dục trong ý nghĩa toàn diện có trước có sau. Theo nhiều nhà nghiên cứu, hoạt chất trong chuối không chỉ làm tăng hứng thú về chuyện ấy mà còn thu ngắn thời gian trở lại sàn đấu của quý ông. Trao đổi với phóng viên, các bác sĩ dinh dưỡng cho hay, chuối được xem như là một nguồn dinh dưỡng phong phú có thể phục hồi các cơ bắp và các mô trong cơ thể khi mệt mỏi. Chuối cũng được coi như một liệu pháp tự nhiên giúp cải thiện chứng rối loạn cương dương ở nam giới. Hỗ trợ cải thiện chất lượng tinh trùng, các nghiên cứu khoa học cho thấy chuối chứa các khoáng chất như magie, mangan, kẽm rất tốt cho sức khỏe sinh lý, sinh sản của nam giới. Ngoài ra, trong chuối còn chứa một ít chất bromelain. Đây là một loại enzyme được cho là có tác dụng tốt đối với lượng testosterone trong máu. Yếu tố quyết định chức năng sinh lý, sinh sản và sức khỏe nền tảng của nam giới. Hàm lượng lát di trong chuối cũng thấp giúp bạn kiểm soát hiếp áp tốt hơn, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các chuyên gia khuyến cáo Nam giới nên ăn chuối để chiến binh tự tin hơn. Một quả chuối lớn chứa khoảng 400 mg kali, 11,8 mg vitamin C và 0,5 mg vitamin B6, tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, chuối là một trong những loại quả rất tốt cho sức khỏe nam giới, nhưng mỗi ngày chỉ nên ăn một quả. Nếu ăn quá nhiều sẽ gây rối loạn chuyển hóa, mất cân bằng dưỡng chất làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, theo chuyên gia dinh dưỡng Lê Thị Hải, có những loại thực phẩm chẳng những không có lợi cho sức khỏe của nam giới cần lưu ý. Đặc biệt, các món chiên rán, khi chiên rán thực phẩm bằng dầu ăn ở nhiệt độ cao, quá trình hydro hóa dầu thực vật có thể biến dầu thành thể rắn, chất béo trong đó chính là chất béo chuyển hóa. Theo đó, chất này sẽ làm tăng cao mức lipoprotein và triglycerin, tăng hàm lượng cholesterol xấu và giảm hàm lượng cholesterol tốt trong máu gây nguy cơ mắc bệnh sơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch khác. Khi nam giới ăn nhiều thực phẩm chiên rán, dễ dẫn đến tình trạng giảm hóc môn nam, tác động tiêu cực đến quá trình sản xuất tinh trùng.